Xin chào các bạn, hôm nay thì shop máy bơm mini 68 mới về một cái lô hàng máy bơm không thử than 12V và 24V, chuyên sử dụng cho bơm bể cá làm tắc nước, hồ nón bộ, các hệ thống tiểu cảnh, bơm làm bắt máy và tưới lốp xe. Hiện nay thì mình về hai loại, đó là loại 12V 19W và 24V 22W. Đây là cái thông số kỹ thuật của nó các bạn, mình quay rồi các bạn xem. Đây là 800 lít một giờ, đẩy cao 5m. Đây là chiếc 12V 19W. Ống và ống ra là có gen 21. Còn đây là loại 24V 22W. Thì cái thông số nó vẫn như vậy. Và cái kích thước bơm nó đều như vậy. Bơm này thì là động cơ không thử than, thì nó rất là bền, tuổi thọ từ 20 đến 30.000 giờ và chạy liên tục 24/24. Và đặc biệt là bơm này thì được thiết kế là bơm chìm hoặc có thể để nổi trên cạn đều được. Kích thước hết sức là nhỏ gọn và chạy vô cùng êm ái. Thì cái đợt này là mình về hàng khá là nhiều, cho nên bạn nào mà có nhu cầu mua sỉ thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại của mình và truy cập vào website máy bơm mini 68.com. Các bạn nào đặt hàng mua lẻ thì có dưới video thì mình đã có đường link chỉ dẫn đến từng mục sản phẩm. Các bạn có thể mua mình máy hoặc là mua máy kèm nguồn hoặc máy kèm nguồn và điều chỉnh tốc độ đối với cái loại 12V. Thì sau đây mình sẽ test cái sản phẩm cho các bạn xem. Đây là mình đang sử dụng chiếc 12V 19W đây, và đây là bình ắc quy 12V. Mình sẽ kết nối điện. Bơm này thì chạy êm lắm các bạn. Đấy. Đây các bạn này, nó bơm hoạt động êm, cực kỳ êm ái luôn. Các bạn nào mà muốn sử dụng cho bể cá thì cực kỳ là thích hợp, không có một cái tiếng động nào hết. Cực kỳ là tuyệt vời. Máy vô cùng nhỏ gọn mà cái nước ra nó rất là khỏe. Và để mua hàng của shop máy bơm mini 68.com thì các bạn đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi và liên hệ qua hotline 038 6898 366, website máy bơm mini 68.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.